Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 13. Những kỷ niệm không thể nào quên qua những năm tháng được làm việc với Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lê Trọng Tấn để lại trong cán bộ chỉ huy nhiều bài học sâu sắc về nghệ thuật chỉ huy tác chiến qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam Tổ quốc. Riêng tôi có thời gian làm việc lâu dài khi dưới quyền chỉ huy, khi bên cạnh đồng chí, nên ngoài những hiểu biết về tài chỉ huy, đồng chí còn để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc về một người chỉ huy có cuộc sống đầy tình nghĩa và tác phong làm việc đầy sáng tạo. Năm 1970, đồng chí Lê Trọng Tấn với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng đến dự cuộc họp tổng kết đợt hoạt động tác chiến của Sư đoàn 304 trên chiến trường Trị Thiên năm 1970. Năm đó, tôi là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304, lần đầu tiên được làm việc trực tiếp với đồng chí Lê Trọng Tấn. Năm 1970, Sư đoàn 304 theo lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh lần lượt đưa các trung đoàn vào chiến trường Trị Thiên với nhiệm vụ đánh bại các cuộc hành quân của địch ra vùng ta kiểm soát, giữ vững bàn đạp để triển khai tấn công địch vào các năm sau. Trong việc đánh địch tiến công ra vùng giáp danh, sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều trận tiêu diệt từng tiểu đoàn địch. Trận đồi Cô Tiên, sư đoàn tiêu diệt một tiểu đoàn cùng sở chỉ huy trung đoàn 54 thuộc sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn. Trận Mai Lộc, sư đoàn phối hợp với tiểu đoàn 33 đặc công mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị tiêu diệt gọn một tiểu đoàn biệt kích trong căn cứ có công sự vững chắc. Bên cạnh những thành tích đạt được, sư đoàn bị thất bại trong trận đưa một tiểu đoàn xuống hoạt động ở vùng đồng bằng. Hai năm 1969-1970, địch kiểm soát được vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị. Cán bộ cơ sở của ta, số bị địch giết hại, số bị bật lên rừng. Việc vượt qua đường và ở lại đồng bằng để xây dựng lại cơ sở có nhiều khó khăn. Đoàn 7, đoàn phụ trách hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng, trực thuộc khu ủy Trị Thiên, đề nghị sư đoàn đưa một tiểu đoàn xuống đồng bằng, trụ lại, đánh địch hai ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của đoàn 7 xuống đồng bằng xây dựng lại cơ sở. Từ kinh nghiệm qua nhiều lần đánh địch, nếu dựa vào làng mạc, việc trụ lại hai ngày không cho địch vào làng không phải là khó khăn không làm được. Nhiệm vụ được giao cho tiểu đoàn 3 trung đoàn 9, có đồng chí trung đoàn phó cùng đi để trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn vượt qua đường số 1 xuống triển khai xong lực lượng vào khoảng 3 giờ sáng. Bắt đầu vừa đào công sự vừa quán triệt nhiệm vụ và cách đánh cho từng trung đội, đại đội. 8 giờ địch từ nhiều hướng đồng thời tiến công. 15 giờ, địch chọc thủng trận địa ta, chia cắt đội hình phòng ngự. Tiểu đoàn bị tan vỡ. Từng người, từng tiểu đội tự tìm cách vượt qua đường 1 để trở lại khu vực xuất phát. Tiểu đoàn bị thương vong nhiều, một số bị địch bắt. Tôi trình bày nguyên nhân thất bại là do cách đánh giá tình hình và khả năng chiến đấu tiểu đoàn không chính xác. Các trận quy mô tiểu đoàn đánh trả một hai trung đoàn địch ở đồng bằng, biến các làng mạc thành trận địa đánh địch. Cán bộ, chiến sĩ đều thông thuộc địa hình. Trường hợp tiểu đoàn 3 xuống đồng bằng trong đêm chỉ có thời gian xây dựng trận địa 2 đến 3 giờ là đã phải bắt đầu trực tiếp đánh địch. Trong lúc cán bộ chỉ huy các cấp đều chưa thông thạo địa hình, tiểu đoàn 3 thuộc sư đoàn 304 chỉ quen đánh tập trung ở vùng rừng núi. Khác với tiểu đoàn tôi chỉ huy trước đây trong kháng chiến chống Pháp là tiểu đoàn quen đánh độc lập ở đồng bằng.
quen chiến đấu ở một hoàn cảnh nhất định là một sức mạnh cần thiết. Năm 1951-1952, cùng nhiệm vụ vào đồng bằng chiến đấu để phối hợp với chiến dịch hòa bình, nhưng Đại đoàn 320 được mệnh danh là Đại đoàn Đồng bằng đã chiến đấu đạt thành tích cao. Trái lại, Đại đoàn 316 quen chiến đấu ở vùng rừng núi, lúc vào chiến đấu ở đồng bằng đạt kết quả thấp, bị thương vong nhiều. Trận này, nguyên nhân thất bại, trách nhiệm chỉ thuộc về tôi. Cán bộ tiểu đoàn 3 cũng như đồng chí trung đoàn phó khó làm gì được trong hoàn cảnh đó. Nghe các đồng chí tham dự hội nghị phát biểu xong, đồng chí Lê Trọng Tấn nói: báo cáo của đồng chí Hoàng Đan như vậy đã rõ cả về nguyên nhân và trách nhiệm. Đồng chí không đổ trách nhiệm cho tập thể và cho cấp dưới. Kiểm điểm như vậy là được, giúp chúng ta rút được một số kinh nghiệm. Trong tác chiến, không ai tránh được có trận thất bại. Thất bại thì nghiêm túc kiểm điểm rút ra kinh nghiệm để lần sau đánh tốt hơn. Trong cuộc đời chỉ huy của tôi, chưa thi hành kỷ luật một đồng chí nào có trận đánh thất bại. Trong quân đội ta đã có một số lần thi hành kỷ luật với một số cán bộ chỉ huy, nhưng là trong trường hợp khi địch tiến công, đơn vị bị thương vong nhiều. Trong lúc đó, người chỉ huy lại vắng mặt, không có lý do xác đáng. Hoặc trường hợp ngại thương vong, không ai đi sát để chỉ huy đơn vị, để đơn vị chiến đấu không thành công. Tôi biết, đồng chí sư đoàn trưởng là một cán bộ chỉ huy dũng cảm, có trách nhiệm cao với việc hoàn thành nhiệm vụ trên giao, nên kiểm điểm như trên là được. Qua phát biểu của đồng chí, tôi không chỉ thấy đồng chí là một cán bộ dày dạn trận mạc, hiểu rõ nhiều tình huống tác chiến khác nhau, mà còn là một cán bộ hiểu sâu sắc từng cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ có điều kiện cống hiến được nhiều hơn cho quân đội, cho tổ quốc. Năm 1972, trong một tháng, các đơn vị thuộc quyền chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn đã đánh bại địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị, với thương vong không nhiều so với các chiến dịch khác. Trong lúc báo cáo các trận đánh của sư đoàn 304, tôi đã nói một câu: trong các trận đánh vừa qua, sư đoàn tôi đã có một số trận diệt gọn địch mà thương vong không đáng kể, như trận tiêu diệt và bức hàng trung đoàn 56 của địch ở căn cứ 241. Nghe xong, đồng chí nói: sư đoàn diệt một trung đoàn địch với thương vong dưới 100 cán bộ và chiến sĩ là thuộc thương vong nhẹ, nhưng không bao giờ được nói là thương vong không đáng kể. Người vợ mất chồng, người con mất cha là một tổn thất không có gì lớn hơn, không sao kể xiết. Chúng ta đau xót trước mọi mất mát đó. Thương vong nào cũng đáng kể, không có thương vong nào không đáng kể. Suy nghĩ như vậy để chúng ta có trách nhiệm cao trong từng trận đánh, làm sao bớt thương vong. Đồng chí Lê Trọng Tấn không chỉ góp ý với chúng tôi, mà đặc biệt trong quá trình tác chiến, trong các báo cáo, khi nói đến số thương vong, dẫu nhiều hay ít, đồng chí đều đặc biệt xúc động. Đồng chí luôn bàn bạc với chúng tôi làm sao chiến đấu mà số thương vong ít nhất. Những trận đánh thương vong ít thường được đồng chí nêu gương để các đơn vị học tập. Những trận đánh thương vong nhiều, đồng chí thường đi sâu tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách khắc phục cho các trận đánh sau. Năm 1973, sau chiến thắng của quân và dân ta ở hai miền Tổ quốc, đánh bại một bước chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, tôi được điều về làm Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 do đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Quân đoàn. Công việc của một Phó Tổng Tham mưu trưởng thu hút phần lớn thời gian làm việc của đồng chí, nhưng đồng chí vẫn giải quyết được những vấn đề cơ bản nhất để xây dựng một trung đoàn cơ động chiến lược của Bộ Tổng Tư lệnh. Trong những lần làm việc với đồng chí, tôi học được một bài học lớn là làm sao rút ngắn thời gian hội họp để bàn được những chủ trương, biện pháp cụ thể. Các cuộc hội nghị đảng ủy cấp sư đoàn mà tôi thường xuyên tham dự thường kéo dài 1-2 ngày. Trái lại, cuộc họp đảng ủy quân đoàn do đồng chí trực tiếp chỉ đạo, trừ cuộc họp đầu tiên mất 1 ngày, các cuộc họp sau
chỉ mất một buổi nhưng vẫn đạt chất lượng cao. Đề cương nội dung các cuộc họp đảng ủy thường được các đồng chí trong thường vụ trao đổi một bước. Vì vậy, trong cuộc hội nghị, đồng chí đề nghị dành thời gian phát biểu cho đảng ủy viên không ở trong thường vụ. Sau khi phát biểu xong, đồng chí rút ra một số vấn đề cần thảo luận để kết luận. Như vậy, các ủy viên không trong thường vụ phát biểu mất khoảng 1 giờ. Thời gian thảo luận tùy theo tình hình mất khoảng 1 đến 2 giờ. Thảo luận mất 20 đến 30 phút. Hội nghị như vậy chỉ kéo dài không quá 4 tiếng nhưng vẫn đạt được chất lượng cao. Một số sáng kiến nhỏ nhưng đạt yêu cầu cao, giảm được thời gian. Cùng với cách làm việc khác, thời gian đồng chí ở quân đoàn đã nêu ra một tấm gương là hội họp ngắn để thời gian xuống đơn vị được nhiều. Năm 1976, sau khi đánh cho Ngụy Nhào kết thúc chiến tranh, tôi lại được điều về làm phó giám đốc Học viện Quân sự cao cấp, nay là Học viện Quốc phòng, do đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng kiêm Giám đốc Học viện. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thời gian chuẩn bị để mở lớp là 6 tháng. Thời gian ngắn, công việc nhiều, nhưng đồng chí đã chỉ đạo tốt để hoàn thành công tác chuẩn bị. Cán bộ giáo viên của học viện đang quá trình điều động từ đơn vị về. Ngay ban giám đốc mới có đồng chí Lê Trọng Tấn và tôi. Trong đó đồng chí Lê Trọng Tấn với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng khó dành được nhiều thời gian để làm việc cho học viện. Qua 6 tháng chuẩn bị và qua 1 năm học, nội dung của lớp bổ túc đầu tiên phong phú, trình độ lý luận cao trên nhiều mặt, cả chính trị và khoa học quân sự. Cách làm việc vừa nhiệt tình vừa sáng tạo, uy tín lớn trong lực lượng vũ trang của đồng chí đã được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị để mở lớp đầu tiên. Trước hết, đồng chí tính cụ thể thời gian để làm việc với học viện. Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tính toán các công việc đồng chí phải làm ở bộ. Đồng chí có thể dành mỗi tuần một buổi, nhiều nhất là 2 buổi tối, để làm việc với tôi. Không cần hẹn trước, khi cần làm việc, tôi cứ đến gặp đồng chí. Nếu thấy đồng chí đang bận, thì tự rút lui. Nếu đồng chí không bận, thì cùng nhau làm việc. Cách làm như vậy của đồng chí đã giải quyết được hầu hết công việc của học viện. Ngoài việc chỉ đạo công tác, đồng chí còn phải trực tiếp giảng dạy một bài quan trọng cho lớp học là bài Tác chiến chiến lược trong chiến tranh tương lai. Do giáo viên và học viên cùng trình độ, đồng chí chủ trương dùng toàn quân để dạy một người. Một người dù trình độ cao như thế nào cũng không bằng trình độ của toàn quân. Cụ thể, việc viết giáo trình và chuẩn bị giáo viên được tiến hành như sau. Giáo viên các khoa binh chủng như xe tăng, pháo binh, phòng không, thông tin, cùng với cơ quan các binh chủng hợp lực biên soạn giáo trình. Khóa đầu có mời các tư lệnh binh chủng đến trực tiếp đứng lớp. Giáo viên học viện phối hợp với Cục Tác chiến, Cục Quân báo, Cục Quân huấn, Cục Dân quân tự vệ, tiến hành biên soạn các tài liệu về chiến lược, chiến dịch. Đồng chí Văn Tiến Dũng lên lớp bài Xây dựng lực lượng võ trang. Đồng chí Lê Trọng Tấn lên lớp bài Tác chiến chiến lược trong chiến tranh tương lai. Tôi chỉ lên lớp một bài là Nghệ thuật chiến dịch. Đồng chí Nguyễn Năng, trưởng khoa chiến dịch, lên lớp bài Chiến dịch tiến công. Đồng chí Khiếu Anh Lân, phó khoa chiến dịch, lên lớp bài Chiến dịch phòng ngự. Với cách giải quyết như trên, việc giảng dạy đều đạt được kết quả tốt. Đồng chí Lê Trọng Tấn còn chỉ đạo cho tất cả giáo viên, ngoài việc khai thác tất cả kinh nghiệm và tri thức của các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân binh chủng trong quá trình giảng dạy, còn phải học tập kinh nghiệm và tri thức của học viên để tự nâng cao trình độ của mình, bảo đảm lớp sau, giáo viên, nhà trường tự lên lớp là chính. Sau thời gian công tác ở học viện, tôi còn có thời gian làm việc dưới quyền chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, tôi là tư lệnh quân đoàn, đồng chí là tổng tham mưu trưởng. Trong tác chiến ở Vị Xuyên, tôi là phó tư lệnh mặt trận,
đồng chí vẫn là Tổng Tham mưu trưởng. Trải gần 20 năm được làm việc với đồng chí Lê Trọng Tấn, tôi hiểu sâu sắc là uy tín của đồng chí không phải chỉ ở tài năng chỉ huy mà còn ở cuộc sống đầy tình nghĩa và tác phong làm việc đầy sáng tạo. Sự trưởng thành của tôi không tách khỏi sự giúp đỡ của đồng chí. Đồng chí Lê Trọng Tấn với hướng chiến lược Trị Thiên 1972. Trên hướng chiến lược Trị Thiên năm 1972 đã diễn ra 3 chiến dịch. Chiến dịch tiến công từ ngày 30 tháng 3 đến 27 tháng 6. Chiến dịch phản công từ ngày 28 tháng 6 đến 15 tháng 9. Chiến dịch phòng ngự từ 16 tháng 9 1972 đến ngày 28 tháng 1 năm 1973. Quyết tâm mở các hướng tiến công chiến lược năm 1972 của Bộ Tư lệnh cũng có quá trình thay đổi. Tháng 7 năm 1971, Bộ Tư lệnh quyết định mở cuộc tiến công chiến lược trên 3 hướng: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trị Thiên. Lấy miền Đông Nam Bộ làm hướng chủ yếu, hướng Trị Thiên là hướng thứ yếu quan trọng. Về sau, căn cứ kết quả chuẩn bị, đến đầu năm 1972, Bộ Tư lệnh mới quyết định lấy hướng Trị Thiên làm hướng chủ yếu. Việc thay đổi quyết tâm có ảnh hưởng nhiều đến việc chuẩn bị của hướng Trị Thiên. Với thời gian 3 tháng còn lại, ta không thể làm được gì nhiều để chuẩn bị chiến trường, lúc đầu là hướng thứ yếu, chuyển sang hướng chủ yếu. Với cương vị là Phó Tổng Tham mưu trưởng, tất nhiên đồng chí Lê Trọng Tấn cũng tham gia xây dựng kế hoạch tác chiến và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cả ba hướng. Nhưng chỉ sau khi được chỉ định làm tư lệnh mặt trận Trị Thiên, đồng chí mới có mặt ở Trị Thiên và trực tiếp xây dựng quyết tâm, xây dựng kế hoạch tác chiến và chỉ đạo toàn diện các mặt chuẩn bị. Giữa tháng 1 năm 1972, tôi được triệu tập về cơ quan mặt trận để dự hội nghị thảo luận về quyết tâm chiến lược của chiến dịch đầu, chiến dịch tiến công. Đồng chí Lê Trọng Tấn phổ biến nhiệm vụ do Bộ Tư lệnh giao. Đồng chí Cao Văn Khánh, Tư lệnh Phó Mặt trận, phổ biến phương án quyết tâm sơ bộ và đề ra một số nội dung cần thảo luận. Trong đó nổi lên hai nội dung quan trọng là chọn hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch và làm sao giữ được bí mật trong chuẩn bị và triển khai lực lượng để tiến công bất ngờ. Về hướng tiến công chủ yếu, có ba ý kiến khác nhau. Một số đồng chí cho rằng nên tiến công chủ yếu từ phía Bắc. Chiến dịch này ta sử dụng nhiều trung đoàn pháo mặt đất và pháo phòng không cỡ lớn dùng xe kéo, hai trung đoàn xe tăng, hướng Bắc có sẵn nhiều đường bảo đảm việc triển khai được thuận lợi. Việc giữ bí mật cho việc đưa lực lượng lớn vào sát địch, hướng Bắc có nhiều thuận lợi hơn các hướng khác. Một số đồng chí muốn tiến công chủ yếu từ hướng Nam, hướng này địch phòng ngự yếu và từ hướng này đánh được ngay vào thị xã Quảng Trị, nơi đặt sở chỉ huy sư đoàn 3 và cơ quan hành chính tỉnh của địch. Chọn hướng Nam phù hợp với lý luận chọn hướng chủ yếu. Hướng chủ yếu nên chọn nơi địch yếu, gần nơi hiểm yếu. Một số đồng chí đề nghị nên tiến công chủ yếu từ hướng Tây. Hướng Tây thuận lợi hơn hướng Nam là có hai trục đường. Trong đó có trục đường 9, thông từ Tây đến hết chiều sâu phòng ngự của địch. Hướng Tây là hướng đánh vào cạnh sườn quân địch. Nơi đây phòng ngự của địch không vững chắc bằng hướng Bắc. Đồng chí Lê Trọng Tấn sau khi cân nhắc các mặt, quyết định lấy hướng Tây làm hướng tiến công chủ yếu. Sau này qua nhiều lần tổng kết chiến dịch, mọi người đều thấy với tình hình lúc đó, chọn hướng Tây làm hướng chủ yếu là phù hợp. Tất nhiên, nếu tiến công từ hướng Nam, thắng lợi sẽ lớn hơn. Nhưng hướng Nam chỉ có một trục đường đó lại còn cách địch 10 km. Vì vậy không thể triển khai lực lượng lớn các binh chủng kỹ thuật và không có điều kiện để đưa các binh chủng kỹ thuật tiến vào chiều sâu phòng ngự của địch trong quá trình phát triển chiến dịch. Việc giữ bí mật trong quá trình chuẩn bị chiến trường và triển khai lực lượng cũng đạt được thành công mỹ mãn. Địch hoàn toàn bị bất ngờ
về hướng tiến công và thời gian tiến công. 10 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1972, lúc ta dùng 7 tiểu đoàn pháo binh chế áp vào các sở chỉ huy và trận địa pháo các cứ điểm chính của địch, là lúc chúng đang đưa trung đoàn 56 từ phía Bắc sang thay quân cho trung đoàn ở phía Tây. Do đang thay quân nên có cứ điểm như cứ điểm 544, bọn địch trong cứ điểm đang trong quá trình kéo ra, bọn ngoài đang trong quá trình kéo vào thay phiên. Cả hai đều bỏ chạy về sau, lúc pháo ta bắn mạnh vào cứ điểm. Việc tạo được tiến công bất ngờ, tất nhiên có sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh, có sự tham gia ý kiến của nhiều cán bộ, nhưng nổi lên là nhờ kinh nghiệm dày dạn của đồng chí Tư lệnh Mặt trận. Đồng chí đã thông qua một kế hoạch hết sức cụ thể, vừa nghi binh đánh lừa địch, vừa giữ bí mật hành động của ta. Nội dung lừa địch là làm cho chúng lầm tưởng xuân hè 1972, chiến trường chính của ta là Tây Nguyên, Trị Thiên chỉ là chiến trường phối hợp. Tại chiến trường Trị Thiên, ta cũng làm cho địch phán đoán hướng tiến công chủ yếu là hướng Bắc, chứ không phải hướng Tây. Để địch lầm tưởng hướng Trị Thiên là hướng phụ, ta đã tiến hành nghi binh bằng hoạt động của điện đài. Lâu nay ta biết địch vẫn tin là bằng trinh sát điện tử, chúng biết rõ từng sư đoàn hiện ở đâu và cơ động vào đâu. Ta cũng biết địch theo dõi rất chặt chẽ việc cơ động của các sư đoàn chủ lực trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh. Chúng cho rằng các sư đoàn chủ lực ở đâu thì đó là chiến trường chính. Sau chiến trường đường 9 Nam Lào, sư đoàn 320 đã vào Tây Nguyên. Trên miền Bắc chỉ còn hai sư đoàn 304 và 308. Địch cũng nắm được hướng hoạt động của các sư đoàn 316 và 312 là ở Lào. Ta đã cho các điện đài đang làm việc thường xuyên của sư đoàn 304 nhập trạm giao liên và hành quân vào Tây Nguyên. Kết quả, địch nhận định Tây Nguyên là chiến trường chính vì hai sư đoàn chủ lực của bộ là 320 và 304 đã vào đây. Trên miền Bắc chỉ còn sư đoàn 308 có thể vào Trị Thiên. Như vậy, Trị Thiên chỉ là chiến trường phụ. Tại Trị Thiên, ta đã lừa địch, làm chúng lầm tưởng hướng Bắc là hướng tiến công chủ yếu bằng giữ bí mật tuyệt đối mọi hoạt động của các lực lượng trên hướng Tây, đồng thời nửa kín nửa hở để địch biết có một số trung đoàn và sư đoàn 308 đang chuẩn bị tiến công các cứ điểm phía Bắc nhằm vào các cứ điểm Dốc Miếu, Cồn Tiên, Miếu Bái Sơn. Để tiến công chủ yếu vào hướng Tây, ta đã đưa vào triển khai ở đây toàn bộ sư đoàn 304, trung đoàn 1 của sư đoàn 324, trung đoàn 27 của B5, 3 trung đoàn pháo, 3 trung đoàn pháo phòng không, 1 tiểu đoàn xe tăng. Đồng chí Lê Trọng Tấn nêu ý kiến cần nắm vững các lực lượng và phương tiện trinh sát địch dùng để nắm ta và có biện pháp có hiệu quả để làm cho chúng mất hiệu lực. Tôi đã nêu ý kiến là đối với các điệp báo địch cài vào ta thì có thể yên tâm, vì từ mấy năm nay chưa có hiện tượng nào địch nắm được ta từ nguồn điện báo. Đồng thời chỉ thị cụ thể, sư đoàn 304 từ Nam Quảng Bình phải bí mật hành quân ra Bắc Quảng Bình và vào trú quân trong rừng, tuyệt đối nằm im, như người xưa nói, ngựa tháo nhạc, người ngậm tăm. Việc vào khu trú quân bắt buộc phải tiến hành vào ban đêm. Sư đoàn sẽ từ Bắc Quảng Bình hành quân thẳng vào chiến trường, không trở lại nơi đóng quân cũ. Toàn bộ cán bộ đi chuẩn bị chiến trường trang bị một tiểu đoàn chiến đấu và lấy danh nghĩa một tiểu đoàn địa phương Quảng Bình vào tăng cường cho Quảng Trị để hoạt động thường xuyên ở vùng Tây Quảng Trị, tức khu vực sư đoàn sẽ triển khai chiến đấu. Trong chiến dịch tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị, đợt 1, sư đoàn 304 tiêu diệt và bắt hàng trung đoàn 56 của sư đoàn 3 địch, trừ một tiểu đoàn do trung đoàn 27 diệt. Diệt một tiểu đoàn và đánh thiệt hại nặng cơ quan chỉ huy của một tiểu đoàn khác của lữ đoàn lính thủy đánh bộ 147. Một sư đoàn đủ sức tiến công thắng lợi
vào hai trung đoàn thiếu, một tiểu đoàn của lữ đoàn 147 do trung đoàn 1 sư đoàn 324 tiến công. Ngoài lợi thế của đánh bất ngờ, một nguyên nhân quan trọng khác là theo chỉ thị của đồng chí Lê Trọng Tấn, sư đoàn sau khi đi trinh sát về đã chọn một khu vực có địa hình gần giống như khu vực sư đoàn sẽ tiến công để diễn tập thực binh toàn sư đoàn theo kế hoạch tác chiến đợt 1 của sư đoàn. Vì nắm chắc địch, bộ đội được diễn tập theo địa hình và nhiệm vụ sắp tới, nên chỉ huy sư đoàn cũng như chỉ huy các trung đoàn tin tưởng tuyệt đối sẽ chiến thắng. Với lòng tin như vậy, sư đoàn đã may sẵn 5 lá cờ để giao cho các đơn vị cắm lên cứ điểm. Các lá cờ được thêu các dòng chữ: chiến thắng động toàn, chiến thắng đầu màu. Sau 2 đợt, trong vòng 1 tháng, ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Thắng lợi trên là công lao tập thể, nhưng tài ba chỉ huy của người tư lệnh có một vai trò không nhỏ. Sau 15 ngày mở màn chiến dịch, Mỹ cho không quân, hải quân trở lại chiến trường Việt Nam, đánh phá ác liệt trên cả hai miền Nam Bắc, tập trung trọng điểm vào chiến trường Trị Thiên nhằm ngăn chặn ta phát triển vào Thừa Thiên và chi viện cho quân ngụy phản công lấy lại tỉnh Quảng Trị. Cuối tháng 6 năm 1972 cho đến 31 tháng 1 năm 1973, ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, các đơn vị trên mặt trận Trị Thiên dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Lê Trọng Tấn đã khắc phục mọi khó khăn dưới bom đạn ác liệt của quân Mỹ, kiên cường chiến đấu giữ vững hầu hết các vùng đất Quảng Trị vừa được giải phóng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.